nha khoa Zota. Răng của bạn như răng của chúng tôi. Zota xin chào. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video tiếp theo của hệ thống nha khoa Zota. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một ca là hàm răng sâu to hàm dưới. Thì cả nhà có thể nhìn thấy đây. Đây là một chiếc răng số 47 và của một anh khách hàng. Thì hôm nay qua thăm khám thì anh khách hàng có cảm giác là bị đau, bị nhức khi mà ăn uống vào cái răng này. Thì qua thăm khám và tư vấn thì anh đã đồng ý hàn lại cái chiếc răng sâu này. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là hàn cái chiếc răng sâu lớn ở hàm dưới này vào cho các bạn cùng xem nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến hành hàn đây. Với những cái chiếc răng sâu như thế này, chúng ta không thể chủ quan được và chúng ta phải đi hàn răng ngay. Vì sao? Vì nếu mà chúng ta để thêm một thời gian nữa thì những chiếc răng sâu như này rất dễ có thể vào tủy. Mà Việt Nam chúng ta có tội là đau mới đi chữa các bạn ạ. Thì khi mà đã vào tủy thì nó mới đau. Vào tủy thì lại không hàn được nữa. Lúc đấy chúng ta sẽ phải điều trị tủy để làm hút sứ, rất là tốn kém về chi phí và thời gian. Cho nên là tôi khuyên chân tình là những bạn nào mà gặp trường hợp mà răng bị sâu to như thế này, răng bị sâu to hàm dưới như thế này, thì chúng ta hãy nên đến nha khoa gần nhất. Hoặc là nếu mà gần nha khoa Zota của chúng tôi thì cứ ra nha khoa Zota của chúng tôi để xử lý những chiếc răng sâu như thế này. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành quá trình hàn răng cho anh khách hàng. Rồi, anh cúi cằm xuống giúp em. Xin giới thiệu với các bạn là đây là cái xoang răng. Sau khi tôi đã vệ sinh sạch sẽ cái chỗ răng sâu của anh. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành là hàn cái chiếc răng sâu này lại các bạn nhé. Thì cả nhà có thể theo dõi đây. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu là tiến hành là cách ly nước bọt cái răng này. Và tôi sẽ sát khuẩn. Rồi là tôi sẽ hàn lại vào đây. Thì cả nhà cùng theo dõi. Đây. Đấy. Đây tôi sẽ xịt khô đi. Đây, cả nhà có thể nhìn thấy đây là chất hàn của chúng tôi nhé. Đấy, tôi sẽ đắp vào đây. Đây, bây giờ tôi sẽ tiến hành là đắp cái chất hàn này vào. Thì cả nhà có thể nhìn thấy đây. Thì khi mà các bạn làm răng hay là hàn răng hay là bất cứ một dịch vụ gì ở tại nha khoa Zota thì chúng tôi sẽ cam kết là hoàn tiền 100% nếu như quý khách hàng không hài lòng. Các bạn không nghe nhầm đâu ạ. Chúng tôi sẽ cam kết là hoàn tiền 100% nếu như mà khách hàng không hài lòng. Đó. Thì các bạn cứ yên tâm mà ra sử dụng dịch vụ ở nha khoa Zota các bạn nhé. Chúng tôi có một cái tâm niệm là răng của bạn, răng của khách hàng cũng như răng của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ chăm sóc khách hàng, răng của những quý khách hàng như răng của chúng tôi. Đây là một cái răng hoàn thiện sau khi chúng tôi đã đắp chất hàn vào. Thì cả nhà có thể nhìn thấy đấy, một cái chiếc răng sâu đen như vừa nãy chúng tôi hàn lại thành một chiếc răng màu trắng như này, rất là sạch đẹp. Thì tôi xin nhắc lại là cả nhà ai có răng sâu to vỡ lớn ở hàm dưới như thế này thì chúng ta hãy đi hàn răng ngay, tránh cái trường hợp vỡ răng cả nhà nhé. Thì tôi xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở chuỗi video tiếp theo. Zota xin chào, Zota xin cảm ơn.